Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa chủ trì cuộc họp tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo nội dung tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng diện tích đất thu hồi năm 2023 của tỉnh là hơn 2.603 ha để thực hiện 258 dự án, trong đó có 207 dự án chuyển tiếp từ năm 2022. Với diện tích hơn 2.199 hecta và 51 dự án đăng ký mới với diện tích hơn 403 hecta. Việc xác định diện tích thu hồi đất để thực hiện các dự án là cơ sở để Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, xem xét, đưa vào bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và thực hiện thủ tục ký quỹ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới.